Cái này nó rất là đơn giản thôi. Cái việc đầu tiên ấy là mình phải tích vào cái dấu nhân ở phía trên ấy thì nó mới thoát được cái màn hình này ra. Và sau khi nó thoát màn hình này ra rồi thì mình sẽ ra cái màn hình chính đó. Màn hình chính và mình làm những cái nhiệm vụ rất là bình thường thôi. À, đấy, mình vào mình xem của mọi người thì mình việc của mình là tích vào những cái đầu tiên là cái dấu cộng, thứ hai là cái trái tim, thứ ba là phần dưới là bình luận. Và bình luận thì mình đừng có nhấn số, mình đánh bình luận thế nào cũng được, mình đánh là thích bạn hay anh yêu bạn hay yêu yêu cũng được. Tiếp lại là mình cứ làm như thế là hoàn thành nhiệm vụ. Và một lần như thế là mình làm khoảng 10 lần, 11 lần thế là mình quay lại, mình lại quay về cái chỗ cũ thì là nó hết 11 cái 10 cái 3 cái nhiệm vụ đó. Thì quay mình ra màn hình chính thì mình đi vào cái chỗ kia mình xem người ta live stream. Để xem được không xem được mình cứ để không điện thoại đấy mà xong, có sao đâu mà. Cứ để như vậy thì là coi như là nhiệm vụ mình cũng đã hoàn thành. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó thì mình lại quay về cái chỗ đó. Và quay về chỗ đó thì bắt đầu là mình nhận phần thưởng thôi. Đơn giản nó là như vậy thôi. Ở trong các video mình đã làm rất là kỹ rồi nhưng mà mọi người không để ý. Thì đây là cái mọi người cứ làm như thế là xong. Ok nhá. Xin cảm ơn.